Ok, chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn các bạn thấy bạn này rất là mập, rất là đô con, rất là nặng ký hơn mình rất là nhiều các bạn không? Và bạn là cái người sáng lập của công ty High Time. Các bạn thấy chữ High Time không? Và em giới thiệu về tên của em và công ty của em, tại sao nó tên là High Time. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Hoàng Trương, hiện mình năm nay là 27 tuổi. Thì mình là chủ sáng lập công ty cổ phần công nghệ High Time. Thì cái tên High Time của mình là bắt đầu từ năm 27. Khi mà mình vừa khởi nghiệp thì mình thấy rất là nhiều doanh nghiệp vừa mới thành lập và đã bị vấn đề về công nghệ. Thí dụ như là làm web như thế nào hoặc là phần mềm quản lý ra sao. Thì mình mới bắt đầu mình thấy như vậy họ rất là tốn thời gian và họ bỏ bê việc kinh doanh họ luôn. Thí dụ như là họ đâm đầu vô họ làm web mà họ không biết gì về công nghệ. Rồi bắt đầu tốn thời gian, không kinh doanh hiệu quả. Thì mình mới đặt cái tên là High Time. Thì High Time là nó giữa hai từ, và High Tech là công nghệ cao, và Time là thời gian. Thì mục tiêu mong muốn của mình là mình đem tới cho những cái doanh nghiệp đó là họ có một cái phần mềm, một cái website hiệu quả nhưng mà đỡ tốn thời gian của họ nhất, để họ tập trung họ kinh doanh kiếm ra được tiền. Được biết là trước kia là em là công viên nhân chức nhà nước. Mà mình thấy là thường thường là công viên nhân chức nhà nước đó, mà muốn ra kinh doanh là mình thấy là nó có một khoảng cách xa lắm. Tại vì cái môi trường nhà nước với môi trường kinh doanh là hai môi trường nó đối ngược nhau. Thì em kể một chút đi, cái lý do gì mà em lại bứt phá ra em làm kinh doanh được? Thì có thời gian mình làm việc ở nhà nước cấp cơ sở được 4 năm. Thì nói chung là cái phần mà về công việc nhà nước nó rất là gọi là nhàn. Thì hiện tại mình không biết như thế nào, nhưng 4 năm trước của mình á, là mình khởi nghiệp được 3 năm á, thì công việc nó rất là nhàn, ngày ngày đọc đi lặp lại, chỉ có bao nhiêu việc đó mà nó làm hoài. Và lương là chỉ ở mức là đủ trang trải cuộc sống. Nên là cái thôi thúc trong người mình là không lẽ mình cứ sống như vậy hoài, lương thì chỉ có 3-4 triệu. Và cứ hàng ngày phải đi, giống như là mình phải vay tiền thành tài trước, xong rồi tới tháng thì mình phải trả lại cái khoản tiền mình đã vay, nó cứ có cái vòng lặp như vậy. Thì tới năm thứ tư mình làm, mình bắt đầu mới suy nghĩ là mình phải ra kinh doanh. Và cái mình chưa biết kinh doanh từ cái gì hết á. Chứ cái thôi thúc mình đi kiếm cái gì để học mình kinh doanh, coi nó bắt đầu từ đâu. Rồi làm sao em tìm lại gặp được Vitrin ý? Thì em tìm trên mạng và có một người bạn tình cờ là bạn đã học được Bi và cũng đã ra kinh doanh được thời gian. Thì em mới bắt đầu vô Bi em học. Thì sau khi học cái lớp 2 ngày của thầy Duy xong, thì cái niềm thao thức của em là càng ngày càng mãnh liệt. Và em bắt đầu đưa ra cái lộ trình để mình nghỉ việc từ từ. Và trong cái tay lúc đó là chỉ có 10 triệu thôi, không có đủ tiền đóng tiền học nữa. Thì mới đóng trước cho thầy một ít để vừa đi học vừa kiếm ra tiền để trang trải cuộc sống và đóng tiền học tiếp. Thì một cái kinh nghiệm mình rút ra là khi mấy bạn mới ra khởi nghiệp á, mấy bạn hãy cứ làm và làm từ từ theo từng bước một của thầy hướng dẫn, chứ mình đừng có mà mong muốn mà đi vội quá. Tại vì mấy bạn mà mong muốn mà đi vội quá, kiếm tiền muốn giàu liền á, thì vấn đề đó là chuyện không có. Hành trình mà ra làm được 3 năm rồi, thì em có những cái đau thương gì mà gọi là những cái câu chuyện đau thương mà mình cần phải rút kinh nghiệm á, mình ra mình bài học rất rất là lớn, em có thể kể một câu chuyện đó. Thì cái câu chuyện đau thương nhất của em là mình gặp khách hàng mà mình nói quá nhiều vấn đề mà họ không biết mình có làm được hay không. Nhưng mà mình vẫn cứ nói. Và lúc đó là mình không có đủ cái kiến thức và không có đủ sự trải nghiệm để mình xử lý cho khách hàng đó. Và sinh ra vấn đề là mình không giải quyết được nhu cầu của họ và mình bị mang tiếng. Từ đó là rất ảnh hưởng tới trong một giai đoạn kinh doanh về sau của mình. Cái khách hàng nào nó làm cho em rất là thú vị, em có cái cảm hứng để về mình thấy là quyết tâm mình phải gắn bó với cuộc đời, cái hành trình doanh nghiệp này mình phải làm tốt hơn nữa. Thì em có một bạn khách hàng nữ. Thì sau khi mà sử dụng dịch vụ và em hướng dẫn tận tình cho bạn và bạn đã kinh doanh và có được cái website ra khách hàng. Và em rất là gắn bó với các bạn đó. Hiện tại tới bây giờ luôn, thì cái điều đó mình mới thấy được mình đang giúp ích được cho người ta một cái vấn đề gì đó, và mình muốn mình đi tìm hiểu sâu thêm về cái ngành này để mình hỗ trợ họ và cho họ phát triển, là mình cũng phát triển theo họ luôn. Dịch vụ của em gồm những gì ngoài website? Dịch vụ của em hiện tại là website, hosting và phần mềm quản trị tổng hợp cho doanh nghiệp.
Tức là quản lý cái hệ thống kinh doanh, nhân viên, nhân sự cho doanh nghiệp, đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì một cái câu chuyện mà một cái câu chuyện hay hoặc là một cái lời chia sẻ gửi đến cho những bạn đang làm kinh doanh hoặc là sắp làm kinh doanh, đó là cái câu chuyện gì? Em có một cái lời tâm đắc muốn gửi đến hồi trước em cũng hay nói và bây giờ vẫn nói với bạn bạn mà sắp đang làm việc nhà nước mà sắp muốn ra kinh doanh đó, là các bạn hãy dám từ bỏ cái môi trường của mình hiện tại và mình hãy đi học, cái gì cũng phải học hết đó. Kinh doanh, nhất là kinh doanh, nó rất nhiều vấn đề để học. Hiện tại mình vẫn đi học là từ nhân sự, tài chính đến marketing. Mình không biết một thứ gì hết mà mình phải học từ từ. Suốt 3 năm nay tới năm thứ 3 mình vẫn phải đi học về tuyển dụng hay nhân sự. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Tóm lại là cái gì không biết thì cứ đi học cho nó lẹ, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mình học rồi mình cứ về áp dụng từ từ, rồi tháo gỡ từ từ, rồi vướng tới đâu thì lại đi học tiếp tới đó. Đúng rồi, cứ 5 tháng rồi mình lớn lên thôi. Em chia sẻ cái cảm giác kinh doanh cho tới năm thứ 3 cho tới giờ này thì mình thấy trong con người mình, cuộc sống của mình như thế nào? Nói chung là hiện tại kinh doanh đến năm thứ 3 thì cuộc sống của mình rất là ok, và khi mà mình đi được cái mình mà làm được tiền và mình kinh doanh, mình trả lương được cho nhân viên và mình có tiền để mình đi du lịch, giống như năm ngoái là em vừa mới mình không bao giờ hồi đó mình không mơ ước là mình đi được châu Âu, nhưng mà năm ngoái là em tự mình kiếm ra được và kinh doanh ra được lợi nhuận để mình tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch xa. Đó là, và cuộc sống của mình rất là thoải mái, mình không bị áp đặt là tới tháng là phải báo cáo, công việc là phải chạy, không chạy thì xíu không vui. Ok, vậy thì mọi người muốn liên hệ với em thì bằng cách nào? Mọi người muốn liên hệ với em thì có thể là kết bạn Zalo qua số điện thoại là 090 372 5050 và trang web là hightime.vn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi cái câu chuyện của bạn Trương. Thì tìm hiểu bạn Trương thì các bạn cứ add Zalo với bạn Trương để chúng ta kết nối sâu hơn. Bye bye các bạn, chào các bạn. Hi Go Go, thì bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về Trâm á thì cứ liên hệ với cái trang website và học hỏi thêm. Giới thiệu với các bạn đến chỗ này là chúng ta kết thúc. Chào các bạn rất là nhiều.